Hello, chào các bạn. Hôm nay mình đi dã ngoại chơi các bạn ơi. Quá sang luôn. Cái này nó làm Như hư lắm. nên nó không có đều. Muốn lắc màu đỏ hả? Nó không có nhiều. Gặp bo nó nói, ồ nhà ông nội bà nội có cái miếng lót màu đỏ. Xe cầu khoa nhưng mà nhà ông nội nói. Hôm nay mình đi dã ngoại các bạn. Đi biển chứ không Đi biển. Mà cái này cà phê nha con. Hơi sữa đó. Sữa thì cà phê sữa bột á. Hồi sáng giờ con gái tôi giỏi quá ta. Làm hoàn thành nhiệm vụ hết trơn cái có pha là chở đi chơi liền ha, nhờ làm tốt mới chở đi chơi hả ba, chở ba mẹ đi khám mắt nè, chở ba mẹ đi làm giấy tờ nè, xong xuôi hết trơn rồi nè. Rồi bây giờ đi chơi giỏi có thưởng, có quyền đi chơi hả? Được cho bé đi chơi, được cho bé đi chơi. Đi biển nào? Ở trong Berkeley. Berkeley hả? Ở trong chỗ mà làm giấy đó. Em mắc cười nhất em nhìn với anh ngồi giữa, em anh ngồi hai bên, nó trời giỡn thiệt giống hệt những hai bé đi. Vui lắm. Đừng mà. Có kêu bà cái là bà chọc anh nói chuyện. Bà Look how he say you welcome. Vô cầm. Cái bà kêu nói lại lần nữa đừng cho bà nghe, bà kêu bà nghe bà cười. Chắc mình nói cái phát âm không đúng thì sao á. Ừ, người ta nghe người ta mắc biết cười. Biết liền, người ta biết liền á, người ta biết. Mà như mình tập nói người ta cũng sẽ rất vui. Cái gì con? Trời ơi, nhổ cũng để cho anh vô. Ồ, nhổ. Vô welcome. Không có thành kiều gì, vô welcome. Không, bà mắc cười cái mỗi lần bà nói thank you, cái bà cứ vô welcome đó là bà ấy mắc cười. Giống như con robot vậy anh. Thank you, okay. You're welcome. Vậy chứ có biết nói gì. Said, look how he said you're welcome. And then when she said thank you and then my dad is focusing on the. Bà nói bà không biết nói tiếng Anh, cái bà cũng nói bà không biết nói tiếng Việt. Bà nói I don't speak English. Cái bà nói I don't speak Vietnamese. I don't know Vietnamese. Hai bà cười quá chứ cười. Cái giọng của mình nói người ta nghe người ta biết liền thì giống rồi à. như giờ ông Mitchell mà ông nói tiếng Việt hay quá đó, mình cũng cười lên quá trời. Hay quá mình rất thích nhưng mình cười. Anh nói ngoài cái ông nói why không ông cười không mà mắc cười cái miệng mà nói tiếng Anh giống như bà nói tiếng Khmer vậy. Monterey. Trời ơi coi nè. Ôi bông quá trời. Ở nhà hoa cô thấy rồi, có nguyên một cây bông nằm ngay cái cầu thang. Mà họ cắt mấy cái bông nó tới hết trơn rồi, có ngày trước ngày sau là héo. Mà lỡ vô rào rồi thôi lỡ cắt luôn. How was your class? Okay. Rồi mình ra đây mình chơi các bạn ơi. Ôi, chở tàu đi nè, chở tàu đi câu gì đó. Thôi tàu này không phải tàu câu, tàu đi chơi. Xuống như thấp đó, không lạnh á. Lạnh hả? Cool.
chứ quay gần á thấy rõ lắm á. Đâu có để gần, rôm lại mà. Rôm lại thấy rất là gần. Rất là đẹp. Wow. Nhậu. Cắm trại hôm nay mình đi cắm trại các bạn ơi. Đem theo đồ nhậu. Đủ thứ hết. Đây. Đây, xin mời. Wow. Cái đó nước dừa. Coca Cola. Wow, đủ thứ hết nha. Đầy đủ quá. Đầy đủ quá. Xin mời. Có cái này nó chút gì nhưng mà nó không có làm cho mình ấm. Ừ, dễ chịu. Cái này đỡ nắng hả? Gió nó không hất tụi ăn bay hết. Đủ hả? Cái này đủ gì? Hả? Đủ cái cây phải không? Yes. Đừng cắt lại thêm con. Nhậu các bạn ơi. Vô. Vô. Xin mời. Yo. Xin mời bọn nhậu. Vô. Yeah, cô cái này là con về con coi cái tập phim đó. Yo. Cái này cái yeah. Clip đó. Yeah. Là thấy cô nhậu, cô chú nhậu. Ngon quá. Cái nước này ngon nè. So good. Mm. Yeah!
cái kỳ á. Đổ quá, gió nó đảo quá. Đó, nghiệp quá. Gió. Giờ nó lát xuống chú không giờ nó xuống chờ lịch mình thôi. Hết pin hả ba? Đâu á, còn không mình có mình lại chụp hình. Con nói với nó rồi. Nó có hết pin mình rớt cái đập xuống nó thôi chứ gì đâu. Chụp chưa cười đến thôi hả? Thank you.
cái nóc. Không, nóc ba chữ. Cái nóc ba chữ. Ồ, cá. Cá nhám chữ. Okay, xong picnic xong rồi. Picnic xong rồi, dọn đồ. Dọn đồ. Nè các bạn ơi. Rồi hôm nay đi ra đi chơi một quán. Bye bye các bạn nha. Kết thúc video nha. Vui, là liên quan ý được đi chơi như thế này. Rồi đứng chụp hình nè, ngược sáng luôn, mang ba lô đồ vô hết đi.